hộp siêu phẩm iPhone 16 lắp gặp đầu tiên tại Việt Nam. Có hẳn là bốn màu lận nha. Đây là có màu vàng hồng này, màu đen, màu xanh nước biển, đây là màu tím nữa. Nhưng mà tụi này là bản màu xanh nước biển lắp gặp iPhone 16 lắp gặp. Cái này là iPhone Z Flop. Đinh là 1000mAh lận nha. Hai sim luôn. Ủa camera ok nha. 0.08MB. Là má ơi là cái gì luôn á. Ta. Để là bên đi mình coi cho mày còn gì nữa không nha. Có đủ luôn nha. Cái này là dây sạc nè. Cây chọc hay sim nữa. Ủa má ơi là đi cũng luôn. Hiểu rồi. Ta-da. Trước này thấy không? Hẳn là 3 cam. Con dây nắp siêu luôn. Dạng nắp gập. Nó không phải là dạng inox hay là nhôm gì mà nó hơi nhựa. Cái sim nó cũng lạ bình thường nữa. Ui, quý thương quá. Không tràn viền lắm nhưng mà có tai thỏ mọi người ơi. Tai thỏ. Tết camera đi. Như tôi thấy một hiện tượng lạ, tự nhiên tôi thấy rất là có hình có trái chim. Nó thui nó ngồi cắm mà. Công nghệ chụp bóng đêm á là chụp lại đi thui luôn. Tao quýnh mày bể cho mặt. Ủa, mày. Hay quá thôi. Bây giờ thì hiện đại ghê chứ. Riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn. Giờ mình sẽ lắp sim luôn coi nó có gọi được không. Ok, cắm vô. Ơ, lên xíu rồi nè. Tự gọi cho mình thử coi. Fantastic, wonderful, đây là world class. Ơ, thiệt nè. Ai Yahoo, iPhone 16 này cho tích hợp quay vào quá khứ luôn mọi người. Chuyện ma hả má? Chuyện kênh. Anh 16 biết phải. Ngoại hình tương lai, cấu hình quá khứ, xài cho hiện tại. Đấy là đẳng cấp. Tương lai người ta không cầm tay nữa, cầm trong cái cổ này nè. Ý là xài cho mục đích nghe gọi và nhắn tin cơ bản thôi thì ok. Tại vì giấy nó rất là rẻ, mọi người biết bao nhiêu không? Chỉ có 390k thôi à, mà là cái điện thoại giờ là vậy rồi là ok rồi, gì nữa. Cái này là tố nghĩa, đã FM nghe chuyện ma cũng ok. 390k là quá ok rồi. Chắc chắn sẽ mua cái thẻ nhớ này thử coi, chụp hình này nọ coi nó ok hay không cho mọi người coi nha. Điều múc mà hơn 200k. Ồ, nghe được nhạc luôn. Một cây này giá là 125k. Tôi mua combo 2 cây là giá là 230 nha mọi người. Nghe nói cây này có thể phát được nhạc luôn. Đây có hai vị là vị dâu với vị chanh muối nha. Ủa cái này của Nhật Bản đúng không ta? Tiếng Nhật không mà, đọc hướng dẫn nha. Có hiểu mẹ gì đâu đọc vậy. Cái mùi rất nhựa nha, nó không hề thơm mùi kẹo. Thì tôi coi trên TikTok đó nha. Là mọi người sẽ lấy cái này nè, mọi người bịch trong tay. Sao không nghe dễ chơi vậy? Trời trời, nó làm gì trời? Làm gì nhỉ, khó coi quá vậy? Có lời nhạc hàng gì á. Chỉ có phần ở dưới này nè. Nó rung theo luôn và cái nó sẽ rung cái phần mềm. Phần hàm của mình, mọi người rung cái răng của mình luôn. Kẹo này nè, nó không có ngọt gì hết cho mày. Nó lạc xèo, nó vô vị nha. Nhưng tiếng nhạc rất rõ như nghe AirPod gì á. Để kiểm chứng coi lại sợ là mỗi cái kẹo là một bài hát hay không. Thì Linda mới chia tay với bạn trai không? Mặc dù rất là yêu anh ấy nhưng phải cắn cái phần này thì nghe nhạc nhỏ nhỏ nhưng mà cắn cái phần kẹo là nó nghe nhạc to hơn luôn. Má tự nhiên bỏ 100k để đi nghe một bài hát thôi, nó nhảm nhí thật sự. Cắm vô cái kẹo nhạc nó to hơn thiệt. Đúng rồi. Không hiểu gì hết trơn. Trong này nè, nó giống như một cái loa, tại vì để trên tay này vẫn nghe, anh vẫn nghe nhạc phát ra từ đây. Chỉ là mình ngậm vô thì cái rung động nó truyền tốt hơn, rõ hơn. Đúng rồi, để ngoài vẫn nghe. Không cần phải ngậm đâu mọi người, để sát thật sát như này nó cũng sẽ nghe được tiếng nhạc nha. Nhưng mà cảm giác bỏ trong miệng sao mà nghe được tiếng nhạc nó rõ hơn, đừng nghe tai nghe gì á, nó ẻ thật sự, nó đẻ hơn mọi người. Có một cách không unbox, không check cạc, cũng không lắc hộp vẫn biết đây là con gì. Bình thường mọi người sẽ săn bài ad á bằng cách là lắc hộp đúng không, nhưng tôi có coi được một bài viết á là có thể cưng lên biết cái là con gì luôn á. Cái bài post đó là để check cái hộp blindbox Screen Bang Dada Sai nè mọi người. Ba cái hộp này có vẻ là cái hộp này là hộp nặng nhất, nên chắc là bỏ vào bên mình sẽ để dành nó sau hơn. Ba ads bộ này là Anger nè, The Trust với lại The Joy. Con này khá nhẹ mọi người, nó nhẹ hiệu à. 98. Em nghe được Anger hả chị ơi, được Anger hả sao ấy. Ba ads em, được Anger. Theo cái bài post của tôi á thì có những khả năng sau nha. Một là con The Anger màu đỏ á, 100g, xác chất có thể luôn, 100g. Một trường hợp khác cũng có thể xảy ra nữa, đó chính là con The Tero này nè, thấp hơn một xíu, 96 thôi. Còn lại là những con nó chênh lệch hơi xa xa luôn mọi người. Không có con này là 98, 99 hết trơn á. The Anger đi mà, The Anger đi mà. Đang nỉ á, bài ác đi, bài ác, bài ác, bài ác đi. Mình sẽ không check cạc luôn. Hai bé. Có gì vậy?
xinh quá. Coi thấy cái bài post của này nha, là 101 gram thì tính ra nó cũng sắp xỉ cũng cỡ đó đúng không? Cái này đội mũ rồi nữa. Thử hợp thứ hai nha, coi cái này còn con gì? 111. Sắc rẹt. Ôi, chị ơi, biết sao không? Tại vì sắc rẹt đó là 112. Một quá là con sắc rẹt 112, hai là con The Ghost này 116 nha. Giờ mà vừa có ba ass vừa có sắc rẹt nữa là hết sảy. The Ghost rồi, không phải Secret. Tức là cái bài viết rồi á, nó lệch khá nhiều á mọi người. Bài post nó ghi là 101, nhưng công bằng là ngoài 98. Cái trong bài post nó ghi 116, nhưng con này là 111. Thì chứng tỏ là cái bài post này nó đang bị cao hơn một xíu so với thực tế ngoài tôi nhận được. Nó xinh dữ vậy. Sang lắm, thật sự con này không phải ba ass nha, nhưng mà nhìn bên ngoài nó sang lắm ấy. Cái là độ tinh xảo cực kỳ ok luôn mọi người, rất là hoàn thiện luôn ấy. Cái mặt nó cũng rất là slay điên lên đi. Không cân được đâu mọi người ơi, thật ra là nhân phẩm thật sự rồi, không cân được. Cơ hội cuối cùng để cho cái việc cân này cái thật sự là chính xác hay không. 102 gram, cao hơn 102 nha. Có được trời, bài ass 104. Serenity 107. Đó là những con có thể sẽ xuất hiện nữa, đúng theo cái cách nãy giờ mình đã cân. Không, chưa hết. Em này, đó, em này cũng rất xinh luôn mọi người, 109. Rồi. Nó hơi to nha chị ơi, nó hơi to nha. Ê, có ai mà hơn như mình. Nó đẹp kinh khủng, nó đẹp điên lên như con tiên kế gì á. Cái boss này cũng có thể tham khảo được. Đấy là mà lấy cái boss này mọi người cộng thêm một vài gram nữa thì cũng có thể đoán được con nào. Nhưng mà em nghe mọi người kêu là không được mang cân như lúc cân, nên cái này chỉ là tham khảo ở nhà thôi mọi người, chứ là mình chưa trầu xíu thôi, chứ thật sự là không được mang cân ra cân nha.